vui được chào đón ngày mới cùng quý vị trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay, ngày 11 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn đã kéo dài nhiều ngày nay và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt ở các tỉnh thành thuộc khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và cả Đồng bằng Bắc Bộ. Trong đó, các tỉnh thành thuộc Đồng bằng Bắc Bộ bao gồm Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Thái Bình. Mưa phùn tầm tã suốt cả ngày, khiến cho đường xá ẩm ướt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân. Và lúc này thì mưa phùn trộn lẫn với sương mù đang bao phủ hầu khắp các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, khiến cho độ ẩm không khí đang ở mức khá cao, từ 90 cho đến 95%. Trời khá lạnh khi mức nhiệt dao động ở mức từ 16 cho đến 19 độ. Nhiệt độ sẽ không tăng lên nhiều ngay, mà cả vào lúc trưa chiều cũng chỉ cao nhất dao động trong mức từ 20 cho đến 23 độ. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong đêm nay khối khí lạnh sẽ tiếp tục dồn xuống sâu hơn và sẽ khiến cho nền nhiệt độ tại các tỉnh thành thuộc phía đông của khu vực, bao gồm cả thủ đô Hà Nội sẽ giảm xuống khoảng từ 2 cho đến 3 độ, trời vừa mưa vừa rét. Trong khi đó, ở các tỉnh phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn như là Điện Biên, Lai Châu và phía bắc của Sơn La, thời tiết vẫn duy trì trạng thái khô ráo, ban ngày có nắng và nhiệt độ tăng cao. Vào trưa chiều, nhiệt độ ở mức từ 30 cho đến 32 độ, có nơi trên 33 độ, nên có cảm giác khá nóng vào khoảng giữa trưa. Đối với khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình ngày hôm nay cũng có kiểu thời tiết tương tự như các tỉnh thành thuộc phía đông của Bắc Bộ. Trời duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung nhiều trong khoảng thời điểm đêm và sáng. Biên độ nhiệt trong ngày tại đây cũng không chênh lệch là mấy, dao động trong khoảng từ 20 cho đến 24 độ. Trong khi đó, phần còn lại từ Quảng Trị kéo dài cho đến tận Bình Thuận, các tỉnh thành ở phía Nam bao gồm cả Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trong ngày ít biến đổi, khối không khí lạnh hầu như không xuống đến đây. Trên hệ thống khí quyển ở tầng cao, khu vực lại chịu sự chi phối của hệ thống dòng dáng, một kiểu hình thế thời tiết điển hình của thời tiết có nắng và không mưa, nên hầu khắp các tỉnh thành trên khu vực này tiếp tục với trạng thái khô ráo, nên nhiệt độ còn ở mức cao, với cao nhất ngày từ 28 cho đến 32 độ. Đối với Trung và Nam Trung Bộ, từ 32 cho đến 34 độ đối với các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Riêng ở miền Đông Nam Bộ sẽ là từ 34 cho đến 36 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong chiều tối nay, khối không khí lạnh lại tiếp tục được bổ sung thêm, lần này có khả năng dồn xuống mạnh hơn một chút so với những ngày trước đó. Nên phía bắc của Vịnh Bắc Bộ và phần đông bắc của Biển Đông sẽ có gió mạnh lên cấp 6 gây biển động. Các tàu thuyền có tải trọng nhỏ nên hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn. Còn tại khu vực giữa Biển Đông, trong ngày hôm nay, gió đông bắc sẽ thịnh hành với cường độ cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường, với hoạt động của những con sóng cao không quá 2 mét. Trời phổ biến không mưa, ban ngày có nắng, với tầm nhìn xa khá tốt trên 10 km, nên rất ủng hộ cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa cũng chịu tác động của đới gió đông bắc có cường độ cấp 5, gây biển động nhẹ. Tuy nhiên thì thời tiết ít mưa, ban ngày có nắng, tầm nhìn thông thoáng nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hàng hải trên khu vực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết 6 giờ sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.